Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là chiều ngày thứ năm tại Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi và bây giờ là khoảng 5 giờ chiều giờ Cali thì trước khi chúng ta đi vào chi tiết của video này đó thì ngày mai và ngày mốt thường bầu số công việc cho nên sẽ không có video nhưng mà hôm nay đây chúng ta cũng sẽ cùng nhau chia sẻ khá là nhiều thông tin với các bạn hôm nay có rất nhiều những cái tài liệu mà thuận nghĩ là các bạn cũng cần nên biết và các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó là ngày mà chúng ta đã nhận được cái thông báo từ Fed rồi và đây là một cái thông báo rất là lớn luôn các bạn đã thấy là hôm qua đó thị trường rất là dao động luôn các bạn thì cái sự trong đó đó các bạn đến từ mọi người đang lo sợ hiện bây giờ tại vì nhìn vào nhiều góc cạnh đó chúng ta đang chứng kiến lịch sử đang hình thành có thể là các bạn nói bây giờ chúng ta không thể so sánh nền kinh tế bây giờ so với lại cái à, cuộc đại suy si thoái năm 2008 hay là so với lại những cái đợt khủng hoảng trước đó nhưng mà thật ra về nhiều góc cạnh đó chúng ta đang còn tệ hơn nữa, để chia sẻ với các bạn là chúng ta chỉ nhìn riêng về cái phần trăm lãi suất của Fed thôi, các bạn có biết là cái tốc độ tăng lãi suất lần này đó là trong lịch sử chưa từng có luôn đó, các bạn có thể thấy được là cái thời điểm mà chúng ta có Paul Volcker đó, cái chủ tịch Fed khi xưa mà đối đầu với lại phần trăm lạm phát cao ở Hoa Kỳ và đã thành công đẩy lùi lạm phát nhưng mà thành công đó đó đã phải đánh đổi bằng một cái suy thoái tài chính và đã đẩy cái phần trăm lãi suất Fed lên rất là cao. Nhưng mà nhìn vào đó, chúng ta thấy được là wow, thời điểm đó đó Paul Volcker phải đẩy cái phần trăm lãi suất Fed lên tới 20%. Nhưng mà thật ra đó, thời điểm đó là năm 1970 cỡ đó thì cái phần trăm lãi suất của Fed đẩy lên từ mười phần trăm đến 20% phần trăm tăng tuy là tăng 10% nhưng mà thực sự chỉ tăng có gấp đôi mà thôi trong khi mà chúng ta nhìn thấy được là phần trăm lãi suất của Fed trong năm nay thôi đó là đã đi từ 0.25% đầu năm cho đến bây giờ là 4% rồi các bạn có nghĩa là trong vòng một năm thôi mà đã tăng tới 16 lần cái sự khác biệt ở đây đó là không phải là phần trăm lãi suất bao nhiêu mà là tăng lãi suất bao nhiêu lần tại vì chúng ta thấy được là chúng ta đầu năm nay đã có một cái nền kinh tế mà đã dựa vào lãi suất thấp rồi chúng ta thấy là nó ảnh hưởng hết tức các ngành luôn các bạn có thể mượn tiền lãi suất thấp để mà mua nhà các bạn có thể mượn tiền lãi suất thấp để mà mua xe công ty có thể mượn tiền lãi suất thấp để mà tiếp tục phát triển mướn thêm nhân viên rồi nhân viên lại có thêm thu nhập rồi họ lại tiếp tục đi chi tiêu nền kinh tế tiếp tục phát triển thì chúng ta được là đột ngột cái mức lãi suất mà đi vay mượn đó nó tăng 16 lần cho đến thời điểm bây giờ thì chúng ta khó thể được là cái sự ảnh hưởng và cái sự không có chuẩn bị của thị trường sẽ như thế nào cho nên nhìn vào góc cảnh đó đó chúng ta đang chứng kiến lịch sử mới hình thành thứ nhì nữa đó là các bạn có thể thấy là bây giờ mọi người có thể có mang việc làm vẫn còn không có giống như là năm 2008 khi mà thất nghiệp đó, lúc đó tăng cao nhưng mà thật sự khi mà chúng ta nhìn vào tình hình của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ chỉ tính từ đầu năm tới bây giờ thôi đã là một trong những thời kỳ tệ nhất mà có thể nói là tệ theo đơn hiểu là thứ hai thứ ba gì trong lịch sử luôn đó không hề đơn giản đâu các bạn nhìn vào tình hình nền kinh tế đó thì nhìn sơ qua vẫn cảm thấy là đang ổn nhưng mà ngay cả Fed ngày hôm qua đó cũng đã xác nhận là đã bắt đầu có cái sự chậm lại nhưng mà điều mà đáng tiếc đó là Fed nói một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng của Fed đó, đó chính là phần trăm thất nghiệp Và tình thất nghiệp ở Hoa Kỳ bây giờ đã vẫn đang còn rất là tốt Các bạn đã nhớ là cái thống kê chỉ có khoảng 3.5 mà thôi Rất là tốt luôn cho nên bây giờ đó Fed tuy biết là cái thị trường việc làm nó đang từ từ ít việc làm trở lại Nhưng mà đối với Fed nó ít không có quan trọng Tại vì giảm xuống từ mức rất là cao Bây giờ vẫn đang có cái sự mức cân bằng Tại vì vẫn có nhiều việc làm hơn là người điều kiếm việc làm Cho đến khi nào mà cái con số đó nó cân bằng trở lại cái số lượng việc làm mà người làm nó cân bằng thì lúc đó Fed mới tính tiếp chứ còn bây giờ đây có giảm đi nữa bây giờ có nhiều công ty sa thải đi nữa đó. thì Fed cảm thấy được cũng không có ảnh hưởng đến cái con đường tăng lãi suất kế tiếp của Fed cho đến khi nào mà công an việc làm nó cân bằng trở lại thì điều đó cần gì cần thêm thời gian như là thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua đó là bây giờ Fed nghĩ là mọi người vẫn còn nhiều tiền các bạn có thể nhìn thấy được là một những dẫn chứng đó là cái ngành mà bây giờ đang mướn rất là nhiều người đó có chính là ngành nào đó chính là ngành du lịch tại vì người dân vẫn còn tiền để mà đi du lịch à, họ vẫn còn chi tiêu cho đến khi nào mà họ không chi tiêu nữa đó thì lúc đó chúng ta mới thấy phần trăm lạm phát có cái sự chậm lại chứ bây giờ vẫn chưa đâu và điều đó nó nghĩ là sớm muốn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi và có thể là sớm hơn là nhiều người nghĩ sau một ngày mà phép hợp rồi đó thì tình hình ra sao các bạn có thể nhìn thấy được là thị trường uh, chứng khoán của Hoa Kỳ đó chúng ta có thể thấy được là kết thúc hôm nay đã tiếp tục là một màu đỏ luôn các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow là xuống 0.46% S&P 500 xuống 1% và Nasdaq tiếp tục rớt nữa các bạn là 1.73% luôn và chúng ta có thể nhìn thấy được là pre market bây giờ đã cũng không tốt các bạn nhìn thấy được là cả ba chỉ số Dow futures S&P futures và Nasdaq futures đều đang âm hiện bây giờ tuy không âm nhiều lắm nhưng mà vẫn tiếp tục đó cho chúng ta thấy được cái sự lo ngại về những lời phát biểu của Fed ngày hôm qua. Còn về oil dầu thì sao? Dầu thì chúng ta thấy được là tăng lên một chút từ 85 đô bây giờ là khoảng 88 đô cho một thùng dầu. Thì nó vẫn dưới 90 đô nhưng mà chúng ta thấy được là đã tăng hơn so với lại cái giá trung bình chúng ta thấy trong vòng mấy ngày qua là 85. À, vàng thì sao? Vàng thì không có sự thay đổi nhiều Các bạn thấy được là chúng ta ở mức là 1631 đô cho mà ounce vàng à, Vẫn đang tiến về hướng đi xuống đó các bạn là 1600 đô Crypto đó các bạn thấy được, đặc biệt là chúng ta nói tới Bitcoin đó thì không có sự thay đổi nhiều Các bạn thấy được là hôm qua Tuy là Bitcoin cũng xuống cùng với là chứng khoán nhưng mà thật ra không xuống nhiều lắm đâu các bạn. Cho đến bây giờ, mặc dù là có cực kỳ nhiều cái sự lo ngại ở trên thị trường tài chính nhưng mà BTC đó vẫn tiếp tục giữ được cái mức là hơn 20.000 đô và Ethereum vẫn tiếp tục hơn 1.500 đô luôn các bạn. Nói chung thì sau một ngày, à, sau lời phát biểu của Fed á, thì à, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ tiếp tục là một màu đỏ. Sự lo ngại vẫn còn nhưng mà crypto đó hầu như đã không tiếp tục xuống nữa. Và các bạn nhìn vào những cái lời phát biểu của Fed ngày hôm qua đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái sự lo lắng đến từ đầu. Thực ra đó đối với thuần những gì mà Fed nói ngày hôm qua cũng không có cái gì gọi là quá bất ngờ hay là không có cái gì gọi là quá tệ đâu các bạn. Tuy là không có như là mọi người mong muốn, các bạn nên nhớ là mọi người mong muốn cái gì? Mọi người mong muốn đó là Fed uh, thông báo đã tăng 0.75% Chúng ta đã có điều đó À, mọi người mong muốn là Fed nói tới là trong những đợt tới đây đó thì phần trăm lãi suất tăng có thể là giảm xuống, có thể đã bắt đầu từ tháng 12 hoặc là bắt đầu từ đầu năm sau, nhưng mà lãi suất thể tăng chỉ có 0.5 mà thôi. Điều đó chúng ta cũng đã nhận được từ Fed rồi. cả hai điều đó Fed đều nói là hoàn toàn có thể xảy ra và kế tiếp đó, thì mọi người chờ đợi là Fed đưa ra một cái nhận định là cái mức lãi suất cao nhất là bao nhiêu trước khi mà ngưng tăng. Fed không có đưa ra nhận định đó mà Fed nói đó là có thể là những đợt sau này đó lãi suất tăng thấp hơn 0.5, 0.5, 0.25, 0.25 nhưng mà cái thời gian tăng trưởng sẽ kéo dài hơn. Đó là cái yếu tố làm cho mọi người lo ngại và yếu tố thứ nhì đó là Fed nói là không muốn có một cái suy thoái tài chính nhưng mà nếu như cái đó là cái giá phải trả thì Fed sẵn sàng trả cái giá đó. Đó là điều thứ nhì làm cho mọi người lo lắng. À, đó là cái tóm tắc của như chị xảy ra ngày hôm qua và khi mà nhìn vào thông tin đó đó sau một ngày đó thì uh, thường nghĩ là cũng không có phải tệ lắm đâu các bạn và trước khi mình chia sẻ thêm một số thông tin với các bạn đó thì trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn CoinW đây cũng là cái sàn giao dịch mới được cộng đồng quan tâm nhiều thì CoinW đó cũng như là nhiều sàn giao dịch khác với các tính năng luôn phải có như là chúng ta nói tới spot giao dịch ngay hay là futures về tương lai hay là ETF thì CoinW đó là một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử toàn diện và chuyên nghiệp trên thế giới được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở chính tại BVI với hơn 8 triệu người dùng tại 120 quốc gia trên thế giới và cũng không cần phải nói nhiều nữa các bạn có thể tham gia cộng đồng CoinW Việt Nam để theo dõi nhiều chương trình ưu đãi mà không cần phải thao tác quá phức tạp các bạn có thể đăng ký tài khoản CoinW qua cái link Thuận sẽ để bên dưới cái video này Các bạn có thể tham gia claim form như các bạn thấy ở đây Và Thuận sẽ để link chương trình trong mô tả của video này Đăng ký xong các bạn có thể nhập mã UID đã đăng ký CoinW tại đây Các bạn có thể theo dõi Twitter at CoinW Exchange Và tham gia Telegram của CoinW Việt Nam Vậy là đã xong các bạn có thể theo dõi các thông tin cập nhật từ cộng đồng CoinDesk Việt Nam và đặc biệt đó là các bạn đừng quên kế hoạch AirDrop đăng ký mới 30 đô la chương trình đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 23 tháng 11 của năm nay và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video W chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà tiếp tục chia sẻ thêm một số những thông tin nổi bật đúng là bây giờ fed không nói tới là sẽ tăng tới khi nào mà ngưng tăng và đó là điều mà mọi người đều mong muốn tại vì ai cũng muốn cái mức đó là mức nào để cho người ta chuẩn bị để mà bắt đáy hay gì đó nhưng mà bây giờ fed không nói thì đâu phải biết đấy nằm ở đâu đâu nhưng mà thật ra đó chúng ta có thể nhìn thấy được trong lời nói của fed đó, à, bây giờ chúng ta nên biết là phần trăm lãi suất à, của fed ở hoa kỳ đó đã khoảng chừng là 4% rồi các bạn mà Fed nói là tuy là chỉ số CPI cho chúng ta thấy được là vẫn 8 chấm mấy phần trăm nhưng mà thật ra đối với Fed á, nhìn vào chỉ số CPI thật á, chỉ số CPI core mà không tính lương thật và năng lượng đó thì Fed nghĩ là phần trăm lãi suất nó cần phải tới cái con số đó và cái con số đó là đâu đó khoảng chừng là 5% có nghĩa là Fed nghĩ là chúng ta chỉ cần tăng thêm một phần trăm nữa thôi phải thông nói cái này là Thuận từ suy nghĩ ra từ đó con phép mà thôi thì từ 4 đến 5 phần trăm chỉ tăng thêm một phần trăm nữa thôi là có thể chế ngừa được lạm phát rồi đó là những gì mà thường nghĩ là Fed suy nghĩ ngày hôm qua nhưng mà không có nói thẳng ra đối với mọi người nhưng mà cho dù là năm phần trăm không phải là 5.5 đi thì chúng ta từ 4 bây giờ lên tới 5.5 thì lên khoảng chừng 1.5 nữa mà thôi thì cũng không phải là tệ lắm đâu các bạn cho nên đối với thuận thì có thể thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã phản ứng hơi quá đối với những thông tin của Fed ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta nhận được một loạt những công ty lớn đó thông báo là họ sẽ một là ngưng không mướn người còn hai đó là tiếp tục sa thải nhân viên luôn các bạn các bạn đã biết là từ năm tới bây giờ đã có rất nhiều rất nhiều công ty đó thông báo là họ sẽ sa thải nhân viên hay là họ sẽ ngưng không tiếp tục mướn người nữa trong đó chúng ta có những công ty lớn như chúng ta từng nói tới là công ty Coinbase chúng ta nói tới công ty Meta chúng ta nói tới công ty Google Netflix Spotify Shopify, đây là những công ty mà đã thông báo là cắt giảm hay là ngưng không tiếp tục uh, mướn người nữa tại vì họ nghĩ là thời gian tới đây đó là một thời gian sẽ không có tốt chi tiêu sẽ không coi như là mọi người nghĩ và chúng ta hay được là cái tình hình của nền kinh tế đó, nó sẽ chậm lại nhưng mà nó sẽ từ từ bắt đầu là ảnh hưởng đến những công ty trước rồi chúng ta được những công ty đó đó hoặc là họ sẽ bắt đầu là cắt giảm chi tiêu quảng cáo đi sẽ ảnh hưởng những công ty như là công ty Meta hay là công ty Alphabet công ty Google đó rồi chúng ta sẽ thấy là bắt đầu sẽ ảnh hưởng đến là lương nhân viên ảnh hưởng đến cắt giảm việc làm từ từ nữa mới thấm vào và chúng ta bây giờ đó đã, đã đang tới cái mức là bây giờ các công ty đó đã nghĩ đến là cắt giảm nhân viên rồi và không phải lần đầu tiên chúng ta hay được là bây giờ đã có nhiều à, những công ty đó họ đã bắt đầu có những cái đợt sa thải là lần hai lần ba rồi Chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay đó lại có thông tin đến từ thứ nhất là công ty Cham Đây là cái công ty mà các bạn có thể có cái ứng dụng dùng để thanh toán đó Thì sự đây không phải là một cái ứng dụng mà thuận sử dụng Cho nên thường cũng không có đành lắm đâu các bạn Nhưng mà đây cũng là một cái ứng dụng mà nhiều người sử dụng Thì công ty Cham nói là họ sẽ lay off Nghĩa là họ sẽ sa thải 12% của nhân viên của họ có nghĩa là họ sẽ sa thải 160 nhân viên đó các bạn. Chúng ta có công ty Amazon, công ty Amazon hôm nay đó tuy họ không nói là sa thải nhân viên nhưng mà họ nói là họ à, sẽ ngừng không có tiếp tục mướn người nữa và chỉ tính riêng cái dùng ở Seattle thôi các bạn thấy được là ở đó đó, công ty Amazon đã có 75.000 nhân viên rồi các bạn. Đây là một trong những cái công ty rất là lớn luôn chứ đừng nói tới những cái chi nhánh khác như là ở Virginia, Tennessee, Silicon Valley à, hay là ở New York chúng ta cũng có cái thông tin đến từ cái công ty tương tự như Uber để công ty Lyft thì thực sự thường thích sử dụng Lyft hơn là Uber nhiều à, tại vì thường có cái thẻ Chase Sapphire Reserve thì nó sẽ có cái giá ưu đãi hơn nhưng mà Lyft thì cũng đã thông báo là họ sẽ cắt giảm 13% nhân viên của họ các bạn thì là công ty nào công ty cũng không hề nhỏ đâu Công ty Lyft này đã có tới 5.000 nhân viên rồi các bạn và đây không phải là lần đầu tiên họ thông báo cắt giảm nhân viên đâu. Chúng ta cũng có cái thông báo đến từ một công ty khác nữa đó chính là công ty Stripe. Thì Stripe đó là một cái ứng dụng mà có thể những bài nào mà làm cắt tóc hay là làm nail đó, các bạn có thể sử dụng ứng dụng đó để mà thanh toán những cái hàng đó mà các bạn không cần phải có những cái à, nơi mà thanh toán nó phiền phức đó, có thể sử dụng ứng dụng này để thanh toán Thì công ty Stripe cũng đã thông báo là họ sẽ sa thải 14% nhân viên luôn đó các bạn Điều thú vị ở đây đó là tất cả những công ty này đó đều có liên quan đến thứ nhất là liên quan đến công nghệ Thứ hai đó là liên quan gián tiếp đến từ cái người tiêu dùng các bạn thấy là những cái công ty như là công ty Strike hay là công ty Amazon thì đương nhiên họ sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi người tiêu dùng. Người tiêu dùng mà họ không có tiêu dùng thì sẽ ảnh hưởng đến là thu nhập của công ty. Và những công ty như là Strike thì người tiêu dùng không có tiêu dùng thì không có sử dụng À, những cái ứng dụng của họ ở những cái nơi mà cho thanh toán đó những cái cửa hàng thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của công ty Stripe thì chúng ta có thể nhìn thấy được là ít nhiều gì đó những cái công ty công nghệ cũng cho chúng ta thấy được là một cái sự chậm lại của nền kinh tế Tuy nhiên những công ty này sa thải nhân viên đó, thì có đủ để mà đẩy phần trăm thất nghiệp xuống hay là không thì điều đó chúng ta không biết đâu các bạn. Các bạn thấy được là hết tháng này tới tháng kia chúng ta nghe nói tới là công ty này công ty kia sa nhân viên. Nhưng mà sự thật đó là những công ty này sang nhân viên nhưng mà có công ty khác đó thì họ vẫn đang mướn nhân viên nhất là những công ty như thường chia sẻ với các bạn hôm qua thông qua cái thống kê của công ty biên chế adp đó là họ cho thấy được là người dân vẫn đi du lịch cho nên ngành du lịch đó, thì vẫn đang mướn người cho nên tôi nghĩ là cũng cần thời gian nhưng mà các bạn thấy được là cái xu hướng vẫn là xu hướng đó chúng ta sẽ thấy được là việc làm càng ngày càng ít lại và phần trăm thất nghiệp đó khi mà đã tăng rồi thì nghĩ là sẽ tăng rất là nhanh luôn các bạn khi mà người ta không chi tiêu nữa đó thì thực nghiệp sẽ tăng lên và chỉ khi đó Fed mới bắt đầu suy nghĩ đến việc là nương tay có thể là thật sự quay đầu thời điểm đó với lãi suất nhưng mà bây giờ thì chưa phải đâu chúng ta bây giờ chỉ bắt đầu thấy những dấu hiệu đó tiếp tục và tiếp tục xảy ra mà thôi và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây nói chung đó, thì cảm ơn tôi muốn truyền đạt với các bạn là tuy chúng ta còn xa ở cái mức là Fed sẽ quay đầu và tiền đã được bơm vào trong thị trường từ đây đến đó chúng ta vẫn còn một khoảng đường nhưng mà chúng ta đã đi cái chặng đường đã dài rồi cái khoảng đường còn lại đó Tôi nghĩ là ngắn hơn là khoảng đường chúng ta đã đi qua từ đầu năm tới bây giờ từ lúc mà chúng ta thấy là Fed bắt đầu tăng lãi suất tình hình cực kỳ mịt mù cho đến bây giờ tôi nghĩ là sương mù nó đã tan lại rồi ít ra chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy cái lối ra tuy lối ra vẫn còn xa nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã biết là phương hướng nào chúng ta đang đi tới và chúng ta biết chúng ta đang đi đúng cái phương hướng đó chỉ là cần thời gian mà thôi và đối với thuận thì đương nhiên chia sẻ với các bạn là chiến lược cũng không thay đổi thuận vẫn đang tiếp tục tích lũy thêm những cái cổ phiếu mà thuận thích hay là thuận tích lũy thêm crypto mà thuận thích tại vì đối với nhiều người đây là những thời điểm khó khăn những cái thời điểm không rõ phương hướng của thị trường nhưng mà đối với thuận thì đây lại là một cơ hội mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ tùy theo các bạn mà thôi đương nhiên thuận chỉ nói về thuận các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình Yo, yo, I'm like an addict. Do I got to have it? I ain't even playing. Got a really bad habit. If it moves, got to grab it. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing. got